Tân Hoan chào đón toàn thể quý vị khách đến dự buổi lễ tân hôn của buổi sáng hôm nay. Và lời nói đầu tiên, Hư Cầm xin thay mặt gia đình và anh em trong ban nhạc Quốc Minh xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và xin chúc quý vị có một buổi tiệc thật vui tươi và ngập tràn niềm vui. Và Hư Cầm cũng không quên thay mặt trong anh em ban nhạc xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, long phụng hòa minh, sắc cầm hậu hiệp. Và kính thưa quý vị, và thế đây chương trình nghi thức lễ xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, tình yêu vẫn luôn là một đề tài muôn thuở từ ngàn xưa cho đến nay. Sự hòa nhập của hai trái tim hướng tới đỉnh cao của hạnh phúc là một thông điệp trường tồn để kết chặt mối tơ duyên. Và hôm nay, trong cuộc hành trình đi tìm một nửa riêng của mình, cô dâu và chú rể đã mặn lòng trao duyên và đã tiến đến hôn nhân và được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 12, 2023, cũng nhằm ngày 20 tháng 10 năm Quý Mão. Và Hư Cầm xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân lễ để cùng chào đón đôi tân lang đẹp nhất và lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Văn Tập Sánh Duyên cùng cô dâu Kim Ngân. Và xin mời đôi yêu của chúng ta tay trong tay cùng bước về sân lễ ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và để có được như ngày hôm nay, chúng ta cùng nhắc nhở đến công lao của các đấng sinh thành dưỡng dục. Ông bà ta có câu, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, giờ dời non cao ơn dưỡng dục, mênh mông nước biển đấng sinh thành. Và kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân lễ để cùng chào đón đại diện của họ nhà trai là ông Huỳnh Văn Cuốn và bà Trần Thị Thu Thủy tỏ lạc tại ấp Long An, xã Long Thượng, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón đại diện của họ nhà trai ạ. Tôi xin mời đại diện của họ nhà gái là ông Nguyễn Văn Liêu và bà Lê Thị Huệ tỏ lạc tại ấp Bình Quới, xã Phước Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón đại diện của họ nhà gái ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và giờ đây trên sân lễ cũng đã có đầy đủ hai bên gia đình và cô dâu chú rể. Và một lần nữa, Hư Cầm cũng xin thay mặt gia đình xin cảm ơn toàn thể quý vị đã không ngại đường xá xa xôi, nhín chút thời gian quý báu đến đây chung vui cùng gia đình. Và trong khâu tổ chức có gì sơ sót mong quý vị nở một nụ cười bỏ qua cho. Và kính thưa quý vị, và để đáp lại tấm chân tình của quý vị, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân lễ để cùng nhận một lời chào đến từ hai bên gia đình và cô dâu chú rể ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và tới đây chương trình nghi thức lễ xin chính thức được phép bắt đầu. Và kính thưa quý vị, và để đến với nghi thức lễ đầu tiên, xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến bàn rượu Sâmban để rót rượu vào tháp ly tình yêu. Vâng, và kính thưa quý vị, và chai rượu Sâmban đầu tiên cũng được cô dâu và chú rể bật nắp để rót rượu vào tháp ly tình yêu. Anh tặng em một đóa hồng tươi thắm, rượu giao tình mời em nhắm cùng say, mừng đôi ta sống hạnh phúc tương lai, hết cuộc đời tình không mờ phai xóa. Vâng, và kính thưa quý vị, và chai rượu Sâmban đầu tiên cũng đã được cô dâu và chú rể rót cạn
và Hương Cầm xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân lễ để cùng cô dâu và chú rể tay trong tay cùng khui tiếp chai rượu Sâm-ban thứ hai ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và từng giọt rượu nồng thấm chảy tràn khắp ly tình yêu, như lời nguyện cầu chúc cho đôi tân lang và tân gia nhân luôn nồng ấm yêu thương nhau đi suốt quãng đường đời. Vâng, và kính thưa quý vị, và để đáp lại công lao của các đấng sinh thành dưỡng dục, ca dao chúng ta có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hôm nay xin mời cô dâu và chú rể cùng nâng những ly rượu để mời người cha, người mẹ kính yêu của mình ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng nâng tiếp những ly rượu để mời người cha, người mẹ kính yêu của mình ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng giữ khoảng giữa của gia đình đi ạ. Và con xin mời đại diện gia đình chúng ta cùng tiến đến một bước ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và Hương Cầm xin mời quý vị, ở bên dưới chúng ta có bia thì nâng bia, và có nước ngọt thì nâng nước ngọt, và hô thật to để cùng cụng ly với gia đình để thắt chặt tình đông gia bắt đầu từ ngày hôm nay được không ạ? Quý vị ơi, nâng ly bia lên đi ạ. 1, 2, 3 và xin mời ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, và xin cảm ơn đại diện của gia đình rất nhiều ạ. Và xin cảm ơn gia đình rất nhiều, và con xin mời hai bác trai cùng bước đến bắt tay với nhau, và con cũng xin mời hai bác gái cùng bước đến bắt tay với nhau, và xin mời nhiếp ảnh gia của chúng ta sẽ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này ạ. Xin cảm ơn đại diện gia đình rất nhiều, và xin mời đại diện của chúng ta cùng tiến xuống bên dưới để tìm chức quyết khách quý thân yêu của mình ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và để tiếp theo nghi thức, và Hương Cầm xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân lễ để cùng cô dâu và chú rể tay trong tay cùng uống rượu giao bôi ạ. Và một lần nữa Hương Cầm xin mời quý vị hỗ trợ với Hương Cầm lần nữa không ạ? Khi Hương Cầm đếm từ 1 đến 3 xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để thay tiếng pháo chúc mừng cho đôi bên của chúng ta được không ạ? Quý vị ơi, quý vị chuẩn bị đôi bàn tay yêu thương của mình giúp Cầm nha. Cầm xin bắt đầu đếm ạ. 1, 2, 3. Vâng, và xin cảm ơn đôi bên của chúng ta rất nhiều ạ. Và xin mời đồng yêu chúng ta cùng với một trang phục đẹp nhất, một trang phục lộng lẫy nhất, và một ngày hạnh phúc của những ngày hạnh phúc, cùng nắm tay nhau cùng tiến đến chiếc bánh cưới để cắt chiếc bánh cưới ạ. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh này ghi lại chuyện tình đôi ta, bánh này xin được cắt ra là bài thơ chung thủy chuyện ta với mình.
Chàng ơi, chàng đi cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam, chế trầu quấn lấy thân cao, yêu nhau ta nguyệt, bên nhau suốt đời. Xin cảm ơn Đông Nguyên Hương rất nhiều ạ. Vâng, và xin mời Đông Nguyên Hương chúng ta cùng đến khoảng giữa của sân khấu đi ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và giờ đây là một giây phút chú rể sẽ đặt một nụ hôn lên môi của cô dâu, một nụ hôn nồng thấm, một nụ hôn để sưởi ấm nấc thang hạnh phúc. Và một lần nữa Cầm xin mời quý vị hỗ trợ với Cầm lần nữa được không ạ? Quý vị ơi, nụ hôn chú rể đặt lên môi của cô dâu, thời gian tính bằng tràng pháo tay của quý vị. Quý vị vỗ tay thật lâu thì cô dâu và chú rể chúng ta sẽ hôn nhau thật lâu, có được không ạ? Quý vị ơi, một lần nữa chuẩn bị đôi bàn tay yêu thương giúp Cầm nha. Dạ, xin mời Đông Nguyên đối mặt lại với nhau và xin mời cô dâu khoác tay lên vai của chú rể và chú rể ôm eo của cô dâu. Đến khi nào Cầm điểm từ 1 đến 3, xin mời Đông Nguyên đặt nụ hôn lên môi cho nhau ạ. Quý vị chuẩn bị chưa? Cầm xin bắt đầu điểm nha. 1, 2, 3. Vâng, và kính thưa quý vị, và chương trình tiệc lễ đến đây cũng đã khép lại. Và Hương Cầm xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc quý vị có một buổi tiệc thật vui tươi và ngập tràn niềm vui. Và xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, và cũng không để quý vị chờ lâu, Cầm xin trao trả cô dâu và chú rể về trong vòng tay của quý vị ạ.